Thế cậu rủ tớ ra đây bảo là mua cái gì thổi bong bóng cơ mà. Bong bóng đâu, sao tớ có nhìn thấy cái gì đâu? Thổi bong bóng đây. Đây có phải bong bóng đâu, đây là cái gì chứ? Bây giờ người ta không chơi thổi bong bóng xà phòng đâu. Thổi bong bóng xà phòng vừa bẩn tay lại còn bị dây dính xà phòng ra tay bẩn lắm. Đây này, bây giờ thổi bong bóng người ta phải thổi bong bóng từ cái tấm keo này này. Cái keo trong suốt này này, tớ sẽ tạo ra được hai quả bóng đấy. Đây trông như là cái giấy ghi chú ấy chứ này. Bóng gì mà trông lạ thế này, lại còn hình chữ nhật nữa này. Đây này, nó có hai lớp keo trong suốt trên cái mặt này này. Đây cái gì? Chưa? Đấy. Thế để làm gì? Thổi như nào? Bong bóng đấy. Cậu lừa tớ ạ, làm gì có thổi được cái gì đâu. Cái trò này người ta gọi là băng keo thổi bong bóng thôi ạ. Thổi bong bóng từ cái keo màu trắng này này. Đi kèm cái bộ này nó sẽ có cái hạt lấp lánh này này. Để lát nữa tôi sẽ rắc vào cái quả bóng này nhá. Đây. Bóc cái này ra. Bóc một lớp băng keo ra. Xong để ngửa nó lên như này nhá. Đấy. Ủa, nó dính lắm các cậu ơi, nó dính vào tay của tớ này. Đây, xong sau đó mình sẽ cho cái ống này vào. Đặt ống này lên đây. Đấy. Rồi như nào? Xong sau đó là tớ sẽ rắc các cái hạt óng ánh này lên. Được rồi. Rồi, làm thử trước một cái bong bóng nha. Xong cuộn vào á? Đây, sau cuộn vào. Cuộn vào này. Rồi như nào nữa? Cuộn vào như thế. Đây, cuộn vào như này. Đây, xong bây giờ tớ sẽ thổi nó lên nhá. Để nó sẽ lên thành một quả bóng siêu to luôn. Thổi cái này nó đau hết hồn các cậu ạ. Cái này em phải cần cái người có sức khỏe cậu ơi. Phải thổi thật mạnh lên thì cái quả bóng này nó mới căng được. Trông cái bóng này của cậu nó cứ kiểu gì ấy. Mà nó trông nó hình thù nó chả ra cái gì cả. Phải thổi ra thì nó mới ra hình tròn cậu ạ. Được rồi, để tớ thử dùng hết hơi để tớ thử thổi xem nào. Nó lên rồi này. Ôi không, đồ này làm nó bị xịt rồi, cậu thổi tiếp đi, thổi lại đi. Đấy, nó to ra rồi này các cậu ơi. Cậu đừng bóp mạnh không vỡ đấy. Ai đi xe mà nhanh thế? Hình như là một chú shipper hay sao ấy cậu ơi. Một chú shipper đang đi giao hàng. Mà ở dưới đường kia có cái gì đỏ đỏ. Hình như chú shipper làm rơi cái gì đó rồi cậu ơi. Đúng thật là vừa lại rơi cái gì ấy cậu ạ. Một thanh gì nhỉ? Trông lạ quá. Màu đỏ đỏ trắng trắng, trông như kiểu đây là một cái tay cầm ấy cậu ơi. Tay cầm á? Của một thanh đao hay là một thanh kiếm? Tớ trông quen quen. Kiếm ấy thì nó phải có cái lưỡi dài như này này. Thế nhưng cậu mà cái này ở đây có rút lên được không? Cái này không có cậu ơi. Tớ xem trên phim ấy, những cái mà nó chỉ có tay cầm mà không có cái lưỡi ở trên ấy, nó là kiếm ánh sáng cậu ơi. Khi mà mình ấn vào đâu đấy, nó sẽ vụt kiếm lên, trông như ánh sáng đẹp lắm cậu ơi. Thế? Có thể chiến đấu được đấy. Một thanh kiếm ánh sáng á? Đúng đâu, rồi. Đưa đây tớ xem nào. Một thanh kiếm ánh sáng à? Thế thì phải có nút bấm để nó phát ra cái ánh sáng cậu đây ơi. Đây này, hai cái nút đấy, cậu bấm xem có được không? Không được cậu ơi. Đây là những cái nút cứng, không bấm được. Kỳ lạ nhỉ, sao chú shipper lại làm rơi ra cái đồ này nhỉ? Hình như ở kia nó còn rơi tiếp kìa cậu ơi. Một cái hộp Trang ơi. Cái hộp này còn nguyên. Ui, hộp bên trong hộp gì vậy? Có cả đồ luôn. Có khi nào? Tớ đoán là rồi, chú shipper đi không cẩn thận. Thế là vừa đi vừa làm rơi các cái đồ này cậu ạ. Thế này thì làm sao mà giao lên cho khách hàng được? Thế thì chúng mình phải mang cái hộp đồ này đem đến giải chú shipper thôi. Thế nhưng mà bên trong cái hộp này có cái gì đấy cậu ạ? Hộp này cũng bị bung ra rồi này. Bung hết ra rồi á? Đúng rồi, cậu xem bên trong có còn nguyên đồ không? Bên trong cũng bị rơi ra hết không? Đây là cái gì? Trông lạ lắm cậu ơi. Nó lại còn có một cái dây rút nữa. Ồ, rút lên nó có một cái dây trắng trắng này. Dây gì mà dài vậy nhỉ? Ôi, cái gì đây? Tớ thả tay cái là nó hút luôn vào đây.
Đây đây, trong này nó còn có bánh xe này cậu ơi. Thế? Thế nhưng mà đây là món đồ gì nhỉ? Kéo ra, thả ra. À, tôi biết đây là món đồ gì rồi. Nhìn cái hộp này, có in hình hai con quay. Ôi trông ngầu thế nhỉ. Hình như đây chính là con quay vô cực cậu ơi. Hai cái thứ ở trên tay cậu chính là những cái phần của con quay vô cực. Thế nhưng mà thế này thì quay cái gì, cây quay đâu? Ồ, tôi không biết được. Trong hộp này cũng không thấy đâu. Khả năng cao là chú shipper làm rơi vãi ở đường rồi. Rơi thế là nó văng ra đâu rồi cậu ơi? Mỗi thứ một nơi. Đúng rồi. Thế thì bây giờ trước khi mà mang cái này giải cho chú shipper ấy, mình phải tìm được mấy cái đánh rơi kia đã cậu ạ. Tiếng cái gì kêu ấy nhỉ? Ui, cái này điện thật đấy. Này, con chuột kia. Bỏ đồ xuống mau. Ờ, tớ làm gì có phải là con chuột sao tự nhiên cậu lại bảo tớ là con chuột. Đồ này là tớ với cậu cùng nhặt được cơ mà, chứ tớ có con lấy của ai đâu. Không không, tớ không bảo cậu, mà tớ bảo cái con chuột ở đằng sau lưng cậu kia kìa. Ôi kìa, đúng rồi, con chuột thật. Con chuột kia, nó không cái gì kìa cậu ơi. Này, con chuột kia. Ui, tí nữa thì nó tha vào trong tổ quá. Đây này, nhìn từ xa tớ đã thấy có cái gì đen đen trắng trắng rồi. Cậu ơi, cái này là cái gì? Cái này trông cũng lạ quá. Có khi nào nó là mảnh ghép của cái con quay vô cực ấy không? Cậu đưa tớ xem nào. Trông cũng tròn tròn mà lại xoay được. Cái này xoay được này. Chưa biết là như thế nào, nhưng mà rõ ràng bình thường ấy, con chuột ấy là nó toàn đi lấy đồ của người khác thôi, mà nó lén lén lút lút đi đằng sau tớ mà tớ không phát hiện ra luôn. May mà có cậu nhìn thấy đấy. Mình cứ bỏ vào đây đã. Càng nhìn tớ lại càng thấy mấy cái này nó lạ. Chả cậu biết là lắp được chưa? Máy mà chả thấy cậu lắp được gì cả. Tớ nhìn tớ chả tự hình dung ra nó là cái gì luôn ý. Đại kiến, tớ đang mà trên lưng có cái gì kìa. Xin tôi. Này, mấy bạn kiến, mấy bạn đang công ở trên lưng cái gì kia? Trông, hình như trông nó giống cái con quay cậu ơi. Có màu đỏ đỏ, xong lại tròn tròn các cậu ạ. Hay là đấy là những mảnh ghép của con quay? Này các bạn kiến ơi, đây không phải là cục đường đâu. Cái này không ăn được đâu. Các cậu công về á, cũng chỉ phí công thôi. Đây chính là cái con quay đấy. Đúng rồi đấy. Những cái mảnh ghép mà các cậu đang tha, tớ đang nghi ngờ nó là những mảnh ghép của cái con quay mà chúng tớ đang làm rơi đây này. Bây giờ các cậu cứ đưa cho chúng tớ mảnh ghép này đi, để chúng tớ thử ghép xem đấy có phải là con quay không đi. Được rồi, tớ tạm lấy cái này ở đây. Nếu như mà không phải thì tớ sẽ giả lại các cậu sau nhá. Chào tạm biệt các bạn kiến. Bao nhiêu đồ thế này? Ô, cái này rút ra được. Biết ghép như thế nào bây giờ nhỉ? Cậu là con trai, chắc cậu giỏi việc này hơn tớ đấy. Nhưng mà tớ đã chơi cái này bao giờ đâu mà biết được. Ô, vừa này cậu ơi. Vừa khít luôn à? Thế thì... hình như cái này... À, đúng rồi. Lắp cái màu đen này mỗi cái một bên. Sau đó ấn hai cái đậy này vào. À, đây này, đấy, kéo cái dây. Cái quay cầm tay đúng không? Đúng rồi, thì là cái này nó sẽ quay theo này. Thì còn cái này, cái này chắc chắn là con quay rồi. Nhưng mà quay như nào nhỉ? Quay như này à? Không phải quay như này. Nó phải là một cái con quay giống như ở trong hình này này. Màu đỏ trên cùng quay đấy. Thế nhưng mà không phải. Màu đỏ trên cùng, sau đó đến màu vàng này. Thế là hai màu này nó lắp lại với nhau tạo thành một con quay. Màu đỏ sau đó đến màu vàng. Cả cái nút này nữa. Cái nút này à? Mình lắp vào. Đúng không cậu? Đúng rồi. Thế đúng không nhỉ? Ừ, hình như đúng. Đúng cậu ơi. Xong rồi mình đặt lên cái xoay xoay này à? Xong rồi rút như này à? Đúng rồi. Ơ, nhưng mà nó quay này. Nhưng mà nó có quay đâu? Hay là cậu không biết cách chơi? Thế còn cái kiếm ánh sáng này? Hay là đấy là cái tay cầm nhỉ? À, nối nó vào. Là nó sẽ có một cái tay cầm. Lắp vào như thế này này. Ơ? Hình như là cậu không biết chơi thật. Ai hốt mà. Bạn nhỏ nào nhà mình hay chơi trò này không? Hướng dẫn bạn nhím nhá. Kỳ lạ thật đấy. Cậu liệu có biết lắp không đấy? Thế
hay là do cậu lắp sai, cho nên là khi mà giật con quay này nó không quay được. Hình như tớ cứ quay là nó bị rơi ra ấy. Hay là lắp ngược nhỉ? Để tớ đổi lại đi. Thử đổi lại mặt mày xem nào. Đấy, có khi là vừa lấy tớ lắp ngược ấy. Thế nên là nó cứ xoay giật dây phát là nó lại bị rơi ra liền. Bây giờ nhá, tớ thử cho lên đây nhá. Được rồi đây này. Đây, cậu nhìn thấy chưa? Quay siêu nhanh luôn. Xoay tít luôn này. Thì ra là vậy cậu ơi. Cuối cùng ấy thì bọn mình đã lắp ghép xong đủ nguyên một bộ con quay rồi. Bây giờ không thiếu gì nữa, bọn mình cho vào hộp đem trả lại chú shipper đi. Đúng chứ rồi. Không là chú ấy thiếu đồ là chú ấy buồn đấy. Đây, mình sẽ cho con quay này vào đây này. Ồ, nhưng mà cái này nó dài quá. Hình như là phải tháo cái tay cầm này ra cậu ạ. À, đúng rồi, thay cầm này trường kéo cái tay này là ra được rồi. Đấy, thế là cho được vào hộp rồi. Bây giờ chúng mình cầm theo cái hộp này gửi theo chú shipper thôi cậu ơi.